Chúng ta sẽ tìm hiểu thêm một cái đề tài, đó là về cái USB wireless của Epson. Như các bạn đã biết thì nếu mà chúng ta mua một cái máy Epson mà nó tầm giá khoảng dưới 20 triệu đồng thì thường nó không được tích hợp cái kết nối không dây. Ví dụ các cái model như là EBS04 hay là X04, X05 hoặc là VDUC05, giá thành của nó có thể dao động khoảng từ 10 tới 15 triệu đồng. Tuy nhiên thì mới với mức giá đó thì chúng ta không thể sở hữu được một cái tính năng kết nối không dây, mà chúng ta lại phải mua thêm một cái USB wireless. Tuy nhiên thì cái USB wireless của Epson thì nó lại có một cái vấn đề, các bạn lưu ý là nó chỉ sử dụng được với những cái máy chiếu Epson thôi, và cái giao diện của nó không dễ dàng sử dụng như những các cái dòng máy chiếu, như các cái thiết bị khác. Và vấn đề thứ hai đó là giá thành nó khá là cao. Giá thành của các cái USB wireless Epson này giá nó khá cao, nó khoảng trên dưới 2 triệu đồng. Thì các bạn hãy cân nhắc khi chúng ta đang có ý định mua, thì chúng ta xem là cái nhu cầu của chúng ta là có nên mua hay không, hoặc là mua loại nào cho nó phù hợp. Đây, các bạn có thể thấy được cái hình ảnh, đây là cái USB wireless của Epson này. Nó khá là nhỏ gọn thôi. Có thể nó nhỏ gọn, kích thước tương đương với lại một cái USB thông thường của chúng ta, và đã sử dụng và để gắn vào các cái cổng USB chuẩn A trên các cái dòng máy chiếu Epson. Thì giá thành của cái USB này nó khá là cao. Như tôi nói với các bạn thì ví dụ như cái mẫu LP AP10 có giá thành khoảng trên dưới 2 triệu đồng. Nhưng các bạn lưu ý là nó chỉ sử dụng được với các cái máy chiếu Epson thôi. Trong trường hợp mà chúng ta sử dụng với những cái máy chiếu khác thì lại không sử dụng được. Và khi chúng ta sử dụng thì bắt buộc chúng ta phải cài cái app, đó là iProtection ở trên cái máy tính hoặc là trên cái điện thoại của chúng ta. Ưu điểm của nó là sử dụng cũng sóng cũng là tương đối ổn định, và thiết kế nó nhỏ gọn, không cần cấp nguồn. Đó là ba cái ưu điểm. Tuy nhiên thì nhược điểm nó sẽ là cũng ba cái nhược điểm. Thứ nhất là giá thành cao, thứ hai là nó chỉ sử dụng được với các cái máy chiếu Epson thôi. Các bạn gắn qua những máy khác hoặc là gắn qua các cái tivi thì không sử dụng được. Và nhược điểm thứ ba đó là khi chúng ta sử dụng, chúng ta phải cài các cái app ở trên thiết bị kết nối của chúng ta. Thì các bạn cân nhắc là mua hay không mua là quyền lợi của các bạn. Tuy nhiên thì tôi sẽ giới thiệu các bạn thêm một cái giải pháp nữa, đó là chúng ta mua các cái EasyCard để chúng ta kết nối, để chúng ta kết nối với máy chiếu từ cái điện thoại hoặc từ laptop của chúng ta mà không cần phải cài ứng dụng. Đây là một cái phát minh mới sau khi mà các cái hãng như là Sony, Panasonic khác phát minh các USB, thì hãng dongle EasyCard là một sản phẩm của dongle, một trong những cái sản phẩm, một trong những cái hãng chuyên sản xuất thiết bị khá nổi tiếng tại Trung Quốc. A2VDUC2 hiện tại là A2VDUC2 rồi. A2VDUC2 được thiết kế với nhiều tính năng cao cấp, như là nó có thể kết nối với tất cả các thiết bị mà không cần phải cài đặt. Đặc biệt là khi chúng ta sử dụng với các cái thiết bị cao cấp như là iPhone, iPad và các cái thiết bị MacBook thì nó sẽ sử dụng qua tính năng là AirPlay. Tức là chúng ta chỉ cần gắn vào và sử dụng thôi, không cần phải cài đặt bất cứ ứng dụng nào. Tất nhiên chúng ta cũng có thể cài cái ứng dụng của nó là ứng dụng EasyCard hoặc là EasyCard Pro. Ưu điểm của loại này đó là chúng ta kết nối được với bất cứ máy chiếu nào và qua cổng HDMI. Và ưu điểm thứ hai, giá thành rẻ. Ưu điểm thứ ba là dễ dàng cài đặt và sử dụng, rất tiện lợi mọi lúc mọi nơi luôn. Chúng ta có thể kết nối từ điện thoại iPhone, điện thoại Android, PC, laptop, miễn là thiết bị của chúng ta có wifi là ok. Giá thành của loại này thì nó dao động tùy loại, nó dao động khoảng từ 500 tới 800 ngàn đồng tùy theo thời điểm cũng như là tùy theo model. Có một số loại trên thị trường như cái mẫu hình bầu này, thì chúng tôi test, chúng ta thấy được là cái chất lượng nó không ok, và A2VDUC2 được đánh giá là cái mẫu EasyCard, tức là cái thiết bị kết nối không dây á, có chất lượng ổn định nhất, giá thành rẻ nhất và ít lỗi nhất hiện nay.
Ở tương thích các bạn có thể thấy được là tương thích với đi chuẩn DLNA này, rồi Miracast và các cái thiết bị khác, thì chúng ta có thể dễ dàng chúng ta kết nối với bất cứ một cái máy chiếu hoặc là cái TV hoặc là cái màn hình LED nào có cổng HDMI là được. Trong này hiện tại đang được bán bởi VNPC và có chúng tôi sẽ giao hàng và tư vấn cũng như là bảo hành tận nơi cho quý vị. Quý vị có thể truy cập trang web của chúng tôi tại địa chỉ là maychiếugiarẻ.vn hoặc là vnpc.com.vn. Cảm ơn quý vị đã cùng tôi trải nghiệm về thiết bị kết nối không dây thay thế cho Epson USB Wireless.